Xin chào tất cả các em học sinh khối lớp 7 trường Trung học cơ sở Chuyên An quận 11. Chúng ta đã biết bảng thống kê ban đầu, bảng tần số. Vậy số nào có thể đại diện cho các giá trị của dấu hiệu? Để tìm hiểu rõ hơn vấn đề đó, chúng ta sang bài 4, số trung bình cộng. Một, số trung bình cộng của dấu hiệu. Số trung bình cộng của dấu hiệu được gọi tắt là số trung bình cộng và ký hiệu là x ngang. X ngang theo công thức bằng x1 nhân n1 cộng x2 nhân n2 cộng chấm 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 cộng xk nhân nk trên n in hoa. Trong đó x1, x2, xk là giá trị khác nhau của dấu hiệu. n1, n2, nk là k tần số tương ứng. N là các giá trị. Để hiểu rõ hơn, ta vào ví dụ. Ví dụ cho bảng tần số. Tính trung bình cộng của dấu hiệu. Rõ ràng ở đây, K là 5. Có 5 giá trị khác nhau. 4, 6, 7, 9, 10. X1 là 4. N1 tương ứng là 3. X2 là 6. N2 tương ứng là 5. X3 là 7. N3 tương ứng là 11. X4 là 9. N4 là 2. X5 là 10. N5 bằng 4. N bằng 25. Ta đáp vào công thức, ta có x1 n1 bằng 3, 4 nhân 3 cộng x2 nhân n2 6 nhân cho 5 cộng x3 nhân n3 7 nhân cho 11 cộng tương tự như vậy 9 nhân 2 cộng 10 nhân cho 4 tất cả trên cho 25 bằng 117 trên cho 25, kết quả bằng 7,08. Ý nghĩa của số trung bình cộng. Số trung bình cộng thường được dùng làm đại diện của dấu hiệu, đặc biệt là khi muốn so sánh các dấu hiệu cùng loại. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải chú ý, khi các giá trị của dấu hiệu có khoảng chênh lệch rất lớn đối với nhau, thì không nên lấy số trung bình cộng làm đại diện cho dấu hiệu đó. Số trung bình cộng có thể không thuộc dãy giá trị của dấu hiệu. Ví dụ ở trên là số 7,08 không thuộc dãy giá trị của dấu hiệu. Ta sang phần 3 nhỏ mốt của dấu hiệu. Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số ký hiệu M0. Để hiểu hơn, ta sang ví dụ. Một cửa hàng bán dép ghi lại số dép đã bán cho nam giới trong một quý theo cỡ khác nhau ở bảng. Ta nhìn xem số dép bán được. Đấy chính là gì? Tần số. Số lớn nhất trong cái dãy tần số này là bao nhiêu? 184. Tương ứng với cái tần số 184 này thì là giá trị cỡ dép 39. Vậy ta có biết được rằng mốt là 39 hay viết tắt là M0 bằng 39. Ở đây, điều mà cửa hàng quan tâm là cỡ dép bán được nhiều nhất. Trong trường hợp này, cỡ dép 39 sẽ là đại diện chứ không phải là số trung bình cộng của các cỡ. Tại vì cho mình sẽ cùng làm bài tập
Đó là bài 15 sách giáo khoa trang 20. Nghiên cứu tuổi thọ của một bóng đèn. Người ta đã chọn tùy ý 50 bóng và bật sáng liên tục cho tới lúc chúng tự tắt. Tuổi thọ của các bóng đèn tính theo giờ được ghi lại ở bảng, làm tròn đến hàng chục. Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu? Câu B, tính số trung bình cộng. Câu C, tìm mốt của dấu hiệu. Dấu hiệu đây là gì? Dấu hiệu là thời gian bật sáng liên tục cho tới lúc tắt của bóng đèn, tức là tuổi thọ của bóng đèn. Và chúng ta trả lời ngắn gọn là gì? Dấu hiệu là tuổi thọ của một loại bóng đèn. Số các giá trị là bao nhiêu? Đầu bài cho luôn rồi, N bằng 50. Vậy số các giá trị N bằng 50. Câu B, tính trung bình cộng. Số trung bình cộng của tuổi thọ các bóng đèn đó là đúng, làm theo công thức thôi. X ngang bằng x1 nhân n 1 cộng x2 nhân n 2 cộng x3 nhân n 3 cộng x4 nhân n 4 cộng x5 nhân n 5, tất cả trên cho n in hoa. Rồi, đáp vào công thức ta có x ngang bằng 1150 nhân cho 5 cộng 1160 nhân cho 8 cộng 1170 nhân cho 12 cộng 1180 nhân cho 18 cộng 1190 nhân cho 7 trên cho 50. Tính ra bằng 1172,8. Câu B đã làm xong. Câu C, mốt của dấu hiệu. Tần số 5, 8, 12, 18, 7. Cái nào lớn nhất? 18. Vậy thì giá trị tương ứng nó là bao nhiêu? 1180. Vậy mốt của ta bằng 1180. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài 15 sách giáo khoa trang 20. Thân ái chào các em.